Thì trước mắt anh chị đây là một chiếc Ford Everest phiên bản Titanium, sản xuất đăng ký 2022. Phiên bản này là một cầu anh chị nhá, một cầu ạ. Tên cá nhân một chủ từ đầu luôn. Và đây là phiên bản nâng cấp. Nâng cấp thì chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên đấy là sẽ có cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5, là tiêu chuẩn khí thải rất là gắt gao ở trên các thị trường như là các nước phát triển. Thứ hai, chúng ta sẽ có radar trong hệ thống hỗ trợ lái của nhà Ford. Ngoài ra thì sẽ có một tính năng nữa, đấy là tính năng tự động ngắt động cơ khi chúng ta dừng đèn đỏ. Đấy là những cái phiên bản nâng cấp. Đấy. Thì em mời anh chị đi vào thêm các cái chi tiết. À, chúng ta sẽ có thêm hai cổ turbo nữa nhá. Phiên bản 2021, nếu mà Titanium trở về trước 2021 ấy, thì chúng ta chỉ có một turbo thôi, đấy là phiên bản một cầu. Nhưng phiên bản này một cầu là chúng ta đã có hai turbo rồi anh chị nhá. Và cũng có đà cốc thứ đầy đủ luôn. Xe này chạy 1.9, full lịch sử hãng và sơn zin 100% xe. Vậy nên chúng ta sẽ không đi vào cái nước sơn của xe nữa, mà chúng ta đi vào các cái chi tiết như là la răng. Thì đầu tiên về phần đồ xe, chúng ta sẽ có 4 cảm biến, là đuôi xe cũng sẽ có 4 cảm biến. Hệ thống đèn thì gần như tất cả đều full LED rồi anh chị nhé. Có giả định vị cái thứ hết rồi ấy này. Đấy. Một chiếc xe SUV đích thực, cạnh tranh trực tiếp với cả là Mitsubishi Pajero Sport rồi là Toyota Fortuner. Nhưng đây là một chiếc xe Mỹ, thì hệ thống cách âm cũng như là khung hợp của nó thì thực sự là số 1 luôn. Không có một chiếc xe nào có thể sánh được nếu ở cùng phân khúc. Đấy. SUV nó chạy rất là khác so với cả những chiếc SUV ví dụ như là Santa Fe hay là Sorento. La răng thì la răng 20 inch đa chấu phai xước, thì chúng ta cái lốp cũng rất là mới này anh chị này, gài lốp các cái dầu tôm còn nguyên. Đấy, rất là dày luôn, các cái dạnh lốp này rồi là đít lốp đây, tuần thứ 32 của năm 2021 thì lốp người ta sẽ sản xuất trước khi lắp vào xe anh chị nhé. Đấy, la răng 20 inch rất là hầm hố, gần như không có một chiếc xe SUV nào cùng một khúc mà được trang bị la răng 20 inch như này cả. Bật lên xuống có rồi đây, đây là cái ba turbo này. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào cái khoang động cơ. Thì đây là một chiếc xe phiên bản nâng cấp, vậy chúng ta sẽ có đa cốp anh chị ạ. Ờ, đa cốp anh chị nhé. Đây, chủ xe cũng độ thêm cái ốp đèn LED ở phía sau Everest này. Đấy, đa cốp nhé. Chờ em chút, nó chưa kịp lát đâu. Ô hay. Ơ kìa. Mở lại nào. Nó chỉ kịp lát đâu, tí nữa em sẽ đào lại cho anh chị. Có đào cốp nha anh chị nhé, có đào cốp ạ. Chủ xe đã lên tẩm sàn rồi và đây là một chiếc xe 2022. Vậy nên là các chi tiết của nó rất là mới. Gần như là không có một cái điểm xước nào luôn. Đấy, chúng ta có thể hạng cái thứ ba bên trái lên này, hoặc là nâng lên này, anh chị thấy không? Chỉ cần một nút bấm thôi. Đó. Đây bên trái nhá, led bên trái, right bên phải này. Đấy, nâng lên luôn này. Cũng như có đèn ở phía sau và có thêm tổng sạc 12V để chúng ta có thể là sạc bơm lốp hoặc là cắm điện khi chúng ta đi phượt. Đấy. Rồi em có thể hạ xuống nhá. Đấy. Một nút bấm thôi. Bấm và giữ thôi. Gặp hàng ghế thứ hai, thứ ba lại, chúng ta sẽ có một cái mặt phẳng rất là rộng khi chúng ta đi cắm trại hoặc là đi phượt, hoặc là khi chúng ta về quê muốn tạo một cái giường để cho trẻ em nghỉ ngơi. Đó. Điều hòa thì tất cả đều ở trên nóc anh chị nhé, điều hòa trên nóc, tất cả điều hòa hàng ghế thứ hai và thứ ba đều ở trên nóc của chiếc xe. Đó, trên nóc. Vì là để trên nóc vậy nên chúng ta sẽ không có cái cửa nóc đâu anh chị nhé, không có cửa nóc. Đó. Đây, em test lại tính năng đá lốp, đá cốp xem nào, xem cảm biến ở chỗ nào. Đá hơi khó. Ô hay. Khả năng em đá chưa đúng vị trí, như chiếc xe này có đá cốp anh chị ạ. Có đá cốp nhé. Em thử lại đi. Rồi. Hơi khó nhỉ? Hơi khó, có đá cốp anh chị nhá. Em xin khẳng định là có đá cốp, nãy em đá rồi. Đấy, lên luôn là đá chỗ nào đây? Đá giữa. Đá giữa à? À, đấy. Đấy, có rồi anh chị nhá, có rồi nhá. Đá chưa đúng vị trí. Đây, anh chị lưu ý, em cầm chìa khóa đây. Đấy, phiên bản một cầu nhưng mà có đá cốp rồi. Đá dưới à?
Đấy, đá gỗ nhá. Phải đá đúng vị trí mới được, nó có cảm biến. Đấy. Đấy thôi. Đi vào hàng ghế thứ hai đi, thì hàng ghế thứ hai cũng gần như là không có người ngồi, vậy nên là nó các cái mà ghế cũng như là vị trí bên trong ghế này, lòng ghế này còn rất là căng, không có một vết nhăn nào luôn. Các cái ốp bậc lên xuống chủ xe đã lên hết rồi để dán chống xước này. Một người rất là giữ xe, vừa thảm sàn vừa dán bậc lên xuống. Và các cái vị trí như ở bên cánh cửa này, nó gần như là mới 100% luôn. Đây là một chiếc xe 022 mà sơn zin cả xe luôn. Đó. Rồi đây là mà ghế lái này, à mà ghế phụ này. Anh chị thấy không? Không có một cái nếp nhăn nào luôn. Rồi là bên ghế lái cũng thế. Bên ghế lái thì gần như không có một nếp nhăn nào, anh chị thấy không? Không có một nếp nhăn nào luôn. Chủ xe cũng đã lên loa trầm anh chị nhá. Cái loa súp nó ở dưới gầm đây này. Đấy, loa súp dưới gầm đây anh chị nhá. Chủ xe lên loa súp rồi nhá. Đấy. Và cam hành trình nữa này. Phiên bản nâng cấp thì chúng ta sẽ có thêm gì đấy là cái tính năng như em vừa chia sẻ đầu clip, đấy là tính năng tự động ngắt động cơ khi chúng ta dừng đèn đỏ này, dừng đèn đỏ nhá. Đó, đây là tắt bật cảm biến này, đây là căn bật điện tử này. Tính năng này rất là hay, giống như ở trên các dòng xe sang như là Mercedes hay là Mazda cũng có. Mazda cái tên gọi của nó đây là A-Stop, điều hòa auto này, màn hình giải trí thì hãng đã cập nhật lên cái giao diện rất là đẹp. Đấy, cài đặt này, anh chị thấy không? Nó rất là sắc nét và rất là nhạy. Chỉnh được rất là nhiều hai cái ở trên màn hình này. Và sẽ có thêm đây, đi xem bên này đi, xem bên này giúp em một chút. Xem bên này thì chúng ta sẽ có cái như các dòng xe ở trên xe bình dân ấy, hay xe bình thường thì chúng ta sẽ đèn ở trên vị trí này anh chị nhá. Gần như tất cả ở trên này, nhưng mà chỉ có, em nhớ không nhầm, chỉ có BMW hay là dòng xe Mỹ thì người ta mới để đèn ở vị trí này thôi. Đấy. Còn trên này thì chúng ta sẽ có tính năng hỗ trợ giữ làn cũng như là xi nhan ở trên này. Đây, đây là cái biểu tượng của nó đây, hỗ trợ giữ làn đây này. Đó, bật cruise control ở đây, cruise control vị trí này, các cái giải trí ra đề giọng nói ở trên này hết. Cùng đi vào con động cơ một chút đây chị nhé. Capo chiếc xe này thì bên hãng Ford người ta đã làm hai cái tỷ lực, vậy nên là mở cốp rất là nhàn. Và đây là hai cái cổ turbo đấy chị này. Ở phiên bản như em chia sẻ đầu 2021 trở về trước là nếu phải một cầu ấy, chúng ta sẽ chỉ có một turbo thôi, nhưng đây phiên bản 2022 một cầu này, nâng cấp này, chúng ta đã có hai turbo anh chị nhá. Và tất cả ốc ở trên khoang máy cũng như là capo đều có nguyên bản 100%. Bên em có bảo hành cơ hộp số rõ ràng. Ví dụ như chiếc xe này trong hãng người ta bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km thì bên em cũng sẽ có gói bảo hành riêng với được công động cơ hộp số là 1 năm hoặc 20.000 km anh chị nhá. Có văn bản, có biên bản cũng như là có cam kết rõ ràng bằng biên bản luôn. Đấy. Sau khi nhận xe nếu chị phát hiện bên em cam kết là sai sẽ thu hồi lại xe và hoàn lại 100% tiền cho anh chị. Rồi. Tổng kết lại video đi ạ. Ford Everest phiên bản Titanium một cầu sản xuất và đăng ký 2022, tên cá nhân một chủ đề đầu, chạy 1.9 full lịch sử bảo dưỡng của hãng, sơn zin 100%. Đây là phiên bản nâng cấp, chúng ta sẽ có radar này, có hai turbo này, rồi là có đá cốp này, rồi là có tính năng tự động ngắt động cơ khi con dừng đèn đỏ. Và chiếc xe này bên em bán với giá mong muốn là giá chính xác 100% luôn nhá, là 1.050.000.000. Bên em chính xác giá là một giá, nói không với giá chào, giá thu trung thực về giá nhá, không mặc cả anh chị nhá. 1.050.000.000 giá xác xe. Anh chị tự về đi đăng ký, hoặc nếu chị bận không đi đăng ký hoặc ngại đi đăng ký thì bên em có giá bao sang tên cho anh chị, đấy là 1.071.000.000 bao sang tên về Hà Nội, về tỉnh này, và 1.089.000.000 là bao sang tên về Hà Nội anh chị nhá. Đấy, anh chị quan tâm chiếc xe này thì nên em có số điện thoại đấy là 0945 542 555, thì em sẽ hỗ trợ anh chị, đồng hành cùng anh chị để anh chị có thể mang một chiếc xe này về chúng ta sử dụng anh chị ạ. Đó. Rồi em chào anh chị, hẹn anh chị tiếp theo nhé.